tất cả các bạn, mình là Kira Ngô. Chào mừng các bạn trở lại với series podcast của Người Trong Muôn Nghề. Mình chắc chắn với các bạn rằng ở lứa tuổi của chúng mình, ai cũng sẽ đau đầu với một câu hỏi, đó là tôi có thể làm gì và tôi sẽ trở thành ai. Tuy nhiên, để bắt đầu những bước chân đầu tiên trong hành trình này không phải là một điều đơn giản. Hiểu được vấn đề này của chúng mình, Spider Room đã mời đến đây ngày hôm nay chị Phoenix Hồ. Chị là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của doanh nghiệp xã hội hướng nghiệp Sông An, là thạc sĩ tham vấn chuyên ngành phát triển nghề nghiệp Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ và thạc sĩ quản trị giáo dục Đại học RMIT, Úc. Chị có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp và ngoài ra, chị còn là tác giả sách Mẹ dặn con đi, Cứ đi để lối thành đường và Cùng con định hướng nghề nghiệp. Vâng, xin chào chị Phoenix, rất vui được gặp chị ngày hôm nay. Dạ vâng, chào quý khán thính giả của Spider Room và chào Kira, rất vui được gặp em ngày hôm nay ạ. Dạ, và hôm nay thì để bắt đầu chương trình em muốn hỏi chị thật nhanh 5 câu hỏi để chúng mình khởi động một chút. Và với mỗi câu hỏi này thì chị chỉ cần trả lời ngắn gọn trong 2-3 câu thôi. Vâng. Chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Vâng, câu hỏi đầu tiên, chị sẽ chọn công việc mình giỏi hay công việc mà mình yêu thích? Cả hai. Một người có ảnh hưởng lớn nhất đến định hướng nghề nghiệp và công việc của chị? Là chính mình, bản thân mình. Câu hỏi mà chị gặp nhiều nhất khi tư vấn hướng nghiệp? Em chưa biết em thích gì và em không biết nên làm gì. Hai câu đó là hai câu thường gặp nhất. Nếu được nói một điều với bản thân năm 20 tuổi, chị sẽ nói gì? Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một cuốn sách thay đổi cuộc đời và thay đổi suy nghĩ của chị ạ? Mình không có một cuốn nào nhất định. Vì Phoenix đọc rất nhiều sách và mỗi cuốn như vậy thì dạy cho mình một số bài học. Cho nên nếu mà nghĩ một cuốn nhất định thì mình không có. Vậy nếu như để nói về hành trình tìm hiểu bản thân và hành trình hướng nghiệp chẳng hạn, thì chị có giới thiệu một vài đầu sách nào mà chị nghĩ là sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong việc định hướng bản thân ở những bước đi đầu tiên không ạ? Mình nghĩ rằng đó là một cái hành trình rất là dài, một cuốn sách nó không giúp được phần đó. Nhưng nếu mà nói về một cuốn mà đem lại động lực, thì Phoenix đề nghị các bạn trẻ đọc Nhà Giả Kim. Nhà Giả Kim, The Alchemist. Dạ. Vâng. Vâng, em xin cảm ơn chị. Và bây giờ có lẽ là các bạn cũng đã rất nóng lòng muốn hỏi chị Phoenix về những câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp rồi. Và câu hỏi đầu tiên em muốn dành cho chị đó là để hỗ trợ hành trình tìm kiếm bản thân và lựa chọn nghề nghiệp, em đã tìm hiểu về rất là nhiều mô hình hướng nghiệp cũng như là các mô hình bao gồm những cái từ khóa hoặc là những cái khái niệm để các bạn có thể tự tìm hiểu về bản thân. Thì trong đó em rất ấn tượng với mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp cho chị phát triển. Và trong đó thì em thấy mối quan tâm lớn nhất của các bạn trong cộng đồng Spider Room là làm cách nào mình có thể xác định được thứ nhất là sở thích, thứ hai là năng lực, thứ ba là khả năng và thứ tư là cá tính của mình. Khi mà các bạn vừa học đều các môn, thích nhiều thứ cùng một lúc, nhưng mặt khác thì cũng có những bạn lại không cảm thấy hứng thú với bất kỳ bộ môn nào. Vậy thì câu hỏi của Kara, câu hỏi của các bạn dành cho Phoenix là làm sao để họ xác định được? Vâng, xác định được chính xác và những cái yếu tố rất là quan trọng như là sở thích, năng lực học tập, khả năng và cá tính. Vâng. Câu hỏi này rất hay và câu hỏi này rất khó để trả lời ngắn để Phoenix xem. Phoenix sẽ tìm cách trả lời cho các bạn theo cái cách giản dị và nó hữu dụng nhất ạ. Tại vì mình rất là không thích những cái ý tưởng quá trừu tượng. Mình xin đính chính một chút là mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp là cái mô hình mà Phoenix phát triển. Nhưng Phoenix không có là người tạo ra cái khái niệm này. Đây là một khái niệm căn bản trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp cả quốc tế luôn. Và khi Phoenix đưa cái khái niệm về để giới thiệu cho các bạn học sinh ấy, thì thấy rằng là mình chỉ nói thì khó cho các bạn nắm được, nên mình mới vẽ cái cây để cho các bạn nắm dễ hơn. Thì quay về câu hỏi của các bạn Spider Room và của Kira thì thật ra để mà các bạn trẻ có thể tìm hiểu và xác định được những cái phần rất quan trọng về bản thân qua lăng kính hướng nghiệp thì nó phải bắt đầu từ những năm còn nhỏ. Đó là lý do tại sao mà Phoenix rất thích làm việc với cha mẹ để họ hướng nghiệp cho con từ nhỏ.
mình có thể bắt đầu từ 3 đến 4 tuổi cho đến sau này đó, Kira. Và nó là một cái hành trình dài, là vì ví dụ nha, năm cấp 1, cấp 2 là năm mà các bạn sẽ thử rất nhiều những sở thích. Có những sở thích mà họ thử một tuần, một hai tuần họ chán. Có những sở thích mà họ thử qua năm này tháng nọ họ vẫn thích. Thì nó phải là những cái trải nghiệm và những cái khoảng lặng để các bạn nhìn lại. Nên khi các bạn học sinh trung học phổ thông và sinh viên đến gặp Phoenix và nói rằng là em cần cái trách nhiệm để biết về sở thích của mình, thì Phoenix nói là không có trách nhiệm nào để em biết về sở thích của mình, tại vì nó là cái kiến thức về bản thân mình và nó được chắc lọc qua 5 tháng và trải nghiệm. Nên quay lại để trả lời câu hỏi này, thì Phoenix khuyến khích với các bạn là nếu như bây giờ là, nếu như bạn hỏi câu này vào năm bạn 15 tuổi, hay bạn hỏi câu này vào năm bạn 20 tuổi, hay bạn hỏi câu này vào năm bạn 28 tuổi, thì nó không bao giờ là trễ. Cái quan trọng là khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi tôi là ai, tôi có những cái sở thích nghề nghiệp gì, và từ đó tôi chắc lọc lại là tôi có những năng khiếu nghề nghiệp gì, năng lực học tập tôi cho phép tôi học ở khu vực nào, lĩnh vực nào, rồi từ đó tôi mới ra được những cái khả năng và kỹ năng để mang nó vào cái hành trình nghề nghiệp. Thì bất cứ lúc nào bạn bắt đầu học hỏi cái câu hỏi này thì bạn phải bắt đầu trải nghiệm một cách rất là nghiêm túc, trải nghiệm có chọn lọc, trải nghiệm không cần phải mất tiền đâu, trải nghiệm hoàn toàn miễn phí, và bạn phải bền chí, bạn phải kiên trì, rồi từ những cái trải nghiệm đó bạn mới lọc ra được từ từ để trả lời cho câu hỏi này. Phoenix xin báo một tin rất là không phải ai cũng thích, đó là không có một trách nhiệm nào cho các bạn một câu trả lời nhanh. Cũng không có một quyển sách nào cho các bạn một câu trả lời nhanh. Nhưng mà nó cũng đi kèm với một tin rất là vui, đó là các bạn hoàn toàn có thể chủ động trong cái hành trình tìm ra những cái phần này của bản thân để xác định là mình là ai qua cái góc nhìn hướng nghiệp. Thì câu trả lời của Phoenix dài, nhưng mà vì Phoenix không có muốn có một cái sự hiểu lầm là chúng ta có thể tìm ra câu trả lời này rất nhanh. Trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày, nó không như vậy. Vâng, em cảm ơn chị. Và em thấy có hai từ khóa rất là quan trọng mà chị vừa nhắc đến. Thứ nhất là mình sẽ phải chất lọc trải nghiệm. Và thứ hai là mình sẽ phải có một khoảng lặng giữa các trải nghiệm đó để suy nghĩ về những trải nghiệm của mình. Thì bản thân em cảm thấy là với các bạn ở Việt Nam thì như thế nào là chất lọc trải nghiệm? Tại bây giờ có quá là nhiều trải nghiệm để các bạn có thể thử, các bạn có thể nhảy từ trải nghiệm này qua trải nghiệm kia. Vậy như thế nào là chất lọc và như thế nào là khoảng lặng để mình suy nghĩ về những trải nghiệm của mình? Và khi mình suy nghĩ về những trải nghiệm của mình thì mình nên suy nghĩ về điều gì ạ? Đó là một câu hỏi rất hay. Khi chúng ta có quá nhiều chọn lựa, và đặc biệt là bên cạnh những chọn lựa đó, chúng ta có rất là nhiều tiếng ồn. Tiếng ồn đó đến từ mạng xã hội, tiếng ồn đó đến từ những người bạn đang rất thành công, tiếng ồn đó đến từ gia đình và kỳ vọng của họ, tiếng ồn đó đến từ những YouTuber, những TikToker họ chia sẻ với mình. Vậy thì chúng ta vẫn phải quay về và hỏi rằng là trong một thời điểm trong cuộc đời tôi, với rất nhiều chọn lựa đó, tôi chọn thử nghiệm và trải nghiệm trong phần nào. Phoenix cho ví dụ như một bạn trẻ, tùy vào lứa tuổi và từng giai đoạn lắm, như một bạn trẻ lớp 10 đến và nói rằng là em thích vừa lĩnh vực kinh doanh, vừa lĩnh vực tâm lý, và vừa lĩnh vực là ở bên bên công nghệ thông tin. Có những người họ có cả ba sở thích như vậy. Vậy thì đâu là chọn lựa nào là chọn lựa hữu dụng, đâu là chọn lựa đúng của em, và em nên thử nghiệm như thế nào? Thì không thể nào ở lớp 10 với rất nhiều môn học và rất là nhiều thứ phải làm trong hàng ngày mà bạn ấy có thể trải nghiệm được cả ba, đúng không ạ? Vậy thì bạn phải cùng với gia đình ngồi nhìn lại là, vậy thì với những cái môn học trong trường và những cái hoạt động tôi có thể làm ngoài giờ học một cách hoàn toàn không có phí và ít tốn thời gian nhất, như là công nghệ thì tôi thử những cái lớp miễn phí và coding, đúng không? Kinh doanh thì tôi có thể đến văn phòng của ba mẹ nếu như có truyền thống kinh doanh trong gia đình để quan sát. Và nếu như tôi muốn học về tâm lý thì tôi phải đi gặp và tìm hiểu thử một vài văn phòng mà họ làm dịch vụ tâm lý để tôi hiểu được là
cái câu chuyện người trong môn nghề nè, người thật việc thật nè, những câu chuyện tôi thấy nó trong thực tế như thế nào. Và trong giai đoạn mà tôi tìm hiểu đó, và cũng là lúc mà tôi trải nghiệm từng lát cắt nhỏ, thì tôi và gia đình mới bắt đầu tìm hiểu và định ra tiêu chí để tôi chọn. Thì đây là cái lúc rất là quan trọng, tại vì một người bạn trẻ ở cấp 3 họ sẽ có tiêu chí là có lẽ con sẽ chọn cái chọn lựa nào mà giúp cho con bước vào cổng trường đại học dễ nhất. Hoặc có thể họ nói không, con sẽ chọn cái chọn lựa nào mà trong lúc con làm thì gia đình ở bên cạnh con. Đó. Hoặc là con sẽ chọn cái chọn lựa nào mà con không cần sự an toàn, con chỉ theo cái thích thôi. Và ba mẹ cho con toàn quyền quyết định, và ba mẹ nói không sao, con còn trẻ, con cứ thử. Thì đó không trong cái văn hóa người Việt mình, nó không thể là một quyết định chỉ có một người đâu. Nó luôn luôn là quyết định mà có sự hiện diện của ba mẹ ở trong nó. Đó là một cái bài học lớn nhất Phoenix học khi về Việt Nam làm việc từ 2009. Nhưng nếu mà Kira cùng Phoenix ngồi nhìn lại, và đây là chúng ta có một người sinh viên ngồi trước mặt, và người sinh viên đó học ở năm 2, năm 3, câu chuyện này mình gặp nhiều lắm, và họ không thích ngành họ đang học, và họ muốn thử một lĩnh vực khác. Ví dụ như họ đã vào kỹ sư, và kỹ sư vào trong một trường đại học mà họ khoa học tự nhiên, và họ chọn ngành kỹ sư bên khối kỹ thuật, và họ nói tự nhiên họ nhận ra họ thích mảng bên marketing của kinh doanh. Thì họ nên làm gì, họ trải nghiệm như thế nào và ra quyết định như thế nào? Thì đó nó lại là một cái câu chuyện hướng nghiệp rất là dài, tại vì mình có thể thấy rõ ràng là họ đã không được trải nghiệm và thử từ những năm còn nhỏ, cho nên ở sinh viên là lúc mà họ phải thử và trải nghiệm. Thì lúc đó lại là một cái quyết định nghề nghiệp mà dựa trên những cái tiêu chí lại là sự an toàn, khả thi hay là như thế nào. Nhưng cái điều quan trọng nhất là trong cái hành trình đó, bạn không có ngồi yên đó và bạn suy nghĩ, và bạn lên mà bạn tìm một đống trách nhiệm bạn làm, rồi bạn bị kẹt trong đó. Nó rất quan trọng ở chỗ là ngay cả lúc bạn đang học ngành bạn không thích, bạn vẫn hết sức có thể để học đó. Ngay trong lúc bạn nghĩ đến cái ngành mà bạn có thể thích, bạn thử một câu lạc bộ nào đó, bạn tìm hiểu và học những cái lớp miễn phí bên ngoài. Tức là nó là trải nghiệm ngay cả lúc mà mình đang bị mắc những cái nút thắt trong cái hành trình của mình. Thì đó là điều rất là quan trọng. Và câu chuyện tương tự sẽ xảy ra với một người lao động sau 5 đến 10 năm đi làm, như tuổi của Kira, như tuổi của các anh chị trong cái studio này và của Phoenix nữa. Thì trong hành trình của mình luôn sẽ có những cái khoảnh khắc như vậy. Thì nó không có một câu trả lời rất là đơn giản. Vì vậy Roman mới tạo nên kênh tài nguyên để khi mà những người bạn trẻ và không còn trẻ nữa, họ mới bắt đầu họ quay về với những cái nguyên lý cơ bản và đặt những cái câu hỏi quan trọng nhất. Trong hướng nghiệp đặt câu hỏi rất là quan trọng trước khi mà đi tìm cái câu trả lời. Vâng, và em cảm nhận như là để bước qua hành trình đó một cách bình an nhất thì mình luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình hãy làm hết sức có thể với cái công việc mình đang làm, kể cả mình có đang là sinh viên và mình có đang học mà mình không thích. Bởi vì bản thân em cũng đã gặp khá nhiều trường hợp các bạn không tìm được bất kỳ lý do gì mà các bạn phải ngồi lại đây ở cái ngôi trường này nữa. Thì đối với những bạn trẻ như vậy thì chị sẽ có một lời khuyên gì, hay chị có thể chỉ ra một vài cái kỹ năng hoặc là một vài cái thái độ các bạn ấy có thể trau dồi và tôi luyện bản thân qua suốt cái quãng thời gian theo đuổi một cái ngành hoặc là duy trì với một cái ngành mà mình không thích được không? Mình sẽ dùng câu chuyện có thật tại Việt Nam thay vì là mình nói từ lý thuyết. Thì những bạn sinh viên mà mình đã gặp, họ sẽ giải quyết nó bằng rất nhiều cách khác nhau, và không có cách nào là cách hoàn hảo, không có cách nào sẽ tốt hơn cách nào, vì mỗi người họ sẽ là người quyết định cách nào là phù hợp với bản thân nhất. Phoenix đã gặp trường hợp của một bạn sinh viên mà họ sẽ ở lại, họ đã ở lại trong ngành mà họ không thích nhưng họ có năng lực học. Vì lúc đó là năm 3 rồi, nếu như bắt đầu lại từ đầu đối với họ, nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Và bạn duy trì để bạn được tốt nghiệp trong cái ngành đó, bên cạnh đó thì bạn lao vào bạn làm việc bán thời gian và câu lạc bộ, sinh hoạt trong những cái hoạt động của sinh viên, câu lạc bộ và những cái tổ chức tình nguyện, để bạn
gây dựng những cái năng lực hành nghề, những cái kỹ năng và kiến thức ở bên cái mảng mà bạn thích, có năng khiếu nhưng bạn đã chưa học, bạn đã không chọn học. Thì khi ngày bạn ra trường là bạn vừa xong, bạn có được một bằng 4 năm ở cái mảng bạn đã chọn, với những kinh nghiệm mà bạn thấy nó cũng giúp ích cho mình nhiều, và bạn đầu quân vào cái mảng mà bạn thích và bạn đã tự gây dựng năng lực và kiến thức và kỹ năng những tháng ngày qua. Và người bạn trẻ này, họ phải trong cái lúc mà họ hoàn thành chương trình mà họ chọn, cái chương trình đại học họ đã chọn, thì họ phải gây dựng kiến thức và kỹ năng ở cái lĩnh vực họ thích. Và khi họ ra trường thì họ làm ở cái lĩnh vực họ thích. Nhưng nó không ngừng ở đó, là vì bạn biết rằng là khi không có cái bằng cấp 4 năm và cái kiến thức đó, bạn thiếu cái kiến thức chính quy, thì bạn lại phải tiếp tục học văn bằng 2. Thì đó là hành trình của một người, một trong những rất nhiều người Phoenix đã gặp. Có những bạn trẻ khác, họ có thời gian và họ có được điều kiện từ gia đình hỗ trợ, thì họ ngừng hẳn cái ngành mà họ biết là không hợp. Và trước khi họ ngừng thì họ đã phải cùng với gia đình nói rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều vì sao họ ngừng, họ có chắc rằng nó không phù hợp không. Vì ở đây họ không những không thích mà họ còn không hoàn tất được bài nữa, ngay cả khi họ muốn học. Và trước khi họ ngừng thì họ phải tìm ra được cái ngành mới mà họ có thể thử sức, họ đã thử rồi, và họ phải học lại từ đầu để họ chuyển qua ngành mới, thì họ chậm hơn với những bạn bè đồng trang lứa của họ. Và lúc đó họ phải đối diện với một cái rào cản tâm lý là mình, các bạn cùng ra trường với mình năm lớp 12, họ đi làm và họ ở những vị trí quản lý rồi, quản lý mà cấp vừa, tức là cấp bắt đầu á, họ thấy bạn mình đã ở những cái vị trí mà cũng có được sự ngưỡng mộ rồi, thu nhập, nhưng bản thân họ thì vẫn còn đang đeo cặp đi học. Thì đó là một cái rào cản về tâm lý mà không phải ai cũng làm được, nhưng mà cái người mà Phoenix đã gặp, họ đã làm được điều đó, và họ hoàn toàn rất ổn trong cái việc học lại, và những gì họ đã học, họ cũng nói là thật ra nó cũng không phải là vô dụng, nó đều giúp hết. Đó. Rồi thật ra cái câu chuyện mà Phoenix mong là những người bạn đang nghe chương trình và xem chương trình đừng có bước vào là cái bẫy của việc là tôi bị kẹt, tôi không thích và tôi không làm gì cả. Cái mà tôi không làm gì cả đó là cái nguy hiểm nhất trong hành trình phát triển nghề nghiệp. Tôi ngồi đó tôi trách là không ai hướng nghiệp cho tôi. Ngày xưa gia đình tôi ép tôi đã ra một quyết định không được thông minh lắm. Rồi bây giờ tôi ngồi đây, tôi bị kẹt và tôi đọc tất cả những điều mà tôi muốn làm nhưng tôi không hề có một hành động nào. Và đó là điều nguy hiểm nhất mà Phoenix khuyên là các bạn trẻ ơi, đừng có bước vào cái này đó. Và qua tất cả những câu chuyện chị vừa chia sẻ, em nhận thấy một bài học lớn nhất, đấy là không có một mẫu số chung cho bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nghề nghiệp. Và tất cả mỗi người sẽ phải ngồi lại với chính bản thân mình và xem là mình đang cần điều gì ở thời điểm hiện tại. Mình đang có, khi mà mình chuyển nghề, chuyển ngành, hoặc là khi mình đưa ra bất kỳ thay đổi nào trong nghề nghiệp, thì mình sẽ đều phải xét được những cái tiêu chí khác nhau, những tiêu chí cho chính bản thân mình đề ra. Và thậm chí mình còn phải trao đổi nó với cả cha mẹ, với bạn bè, để mình hiểu thêm về cái sự lựa chọn. Giống như mình nhìn lại xem nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, nó giúp cho mình trong cái hành trình sắp tới như thế nào. Và khi mà mình nhìn lại nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, thì mình mới bắt đầu suy nghĩ lại là tôi nên ra quyết định dựa trên tiêu chí nào. Và chỉ có đúng cái người đó, mỗi cá nhân họ mới biết là tiêu chí nào quan trọng nhất với họ. Họ không nên đọc sách, họ không nên đến chuyên gia, họ không nên hỏi những người nổi tiếng. Tại vì tiêu chí của mỗi người một khác. Và khi mình ra quyết định cho đời sống mình dựa trên tiêu chí một người khác thì nó không hề ổn. Đến đây thì em thật sự hiểu vì sao câu trả lời của chị cho câu hỏi là người có ảnh hưởng lớn nhất đến định hướng nghề nghiệp và công việc của chị chính là bản thân mình. Chính là mình. Và thực sự là chính là mình, thì hồi nhỏ đến lớn mình luôn là người như vậy. Bây giờ mình dành thời gian để mình hiểu hơn. Dạ vâng. Và tiếp theo một khó khăn em thấy các bạn rất thường gặp, đấy là đánh giá sai về bản thân mình.
Tức là mình cứ nghĩ rằng là mình thích môn này cho đến khi mình thật sự học nó. Cứ nghĩ rằng mình thích ngành này cho đến khi mình thật sự bước chân vào làm cái công việc đó. Vậy theo chị, các bạn trẻ nên đối diện với vấn đề này như thế nào ạ? Phoenix luôn quan điểm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong hướng nghiệp, tức là mình cố gắng tìm hiểu thông tin nhiều nhất có thể. Mình cố gắng thử nhiều nhất có thể trước khi mình ra một quyết định. Nó rất dễ cho tụi mình. Mình thử cái kiểu giày này, kiểu áo kia, điện thoại nọ để ra quyết định, đúng không ạ? Tại vì cái đó nó dễ hơn, nó ngắn thời gian hơn và nó ít tốn nguồn lực và thời gian của mình. Nhưng những cái quyết định như là mình học ngành nào và mình làm công việc nào thì nó đòi hỏi rất là nhiều ở chuyện là tìm hiểu thông tin. Thì trong cái lúc mà Phoenix làm giáo dục và tư vấn hướng nghiệp thì tụi mình luôn có một cái mô hình là hiểu mình trước, rồi hiểu về thế giới nghề nghiệp, rồi mới ra được quyết định. Thì cái phần hiểu về thế giới nghề nghiệp, tụi mình khuyến khích người học và người lao động làm rất nhiều bài tập tìm hiểu với đối tượng trung học phổ thông đi ha. Thì các bạn nên xem những chương trình như là Người trong môn nghề, đọc sách của Spider Room, vào kênh tài nguyên của những nơi như Sông An, vào những cái trang trong YouTuber, TikToker để nghe về những cái người chia sẻ về nghề nghiệp của họ. Và đặc biệt là Phoenix khuyến khích các bạn đi tìm hiểu người đang làm cái nghề mà mình muốn làm. Ví dụ như tôi rất là ngưỡng mộ một bác sĩ nhi đi, chuyên trị trẻ em, vì tôi đọc một cuốn sách nào đó. Nhưng tôi phải đến gặp một bác sĩ thực sự đang làm trong bệnh viện nhi đồng, khoa trẻ em, để tôi hỏi thì tôi mới biết được là cái nghề đó ở ngoài nó như thế nào. Tôi rất ngưỡng mộ một anh TikToker nói về việc là đầu tư bất động sản, nhưng tôi cần phải đến gặp một người mà họ mới chân ướt chân ráo vào nghề trong 3 tháng đầu, khi họ phải làm telesales, khàn cả giọng, khách hàng cúp điện thoại ngay lập tức, thậm chí nói nặng lời, thì tôi mới biết được rằng là cái nghề này nó như thế nào. Tức là tôi không thể nhìn vào một cái ngành học hay một cái nghề ở những cái kết quả hào nhoáng và đẹp và nó lãng mạn, nó màu hồng, mà tôi cần phải đi tìm những câu chuyện thật, những câu chuyện thật mà chưa chắc đã có cái kết quả thành công, thì tôi mới thực sự biết được là cái bức tranh mà tôi sắp bước vào nó như thế nào. Và khi mình làm như vậy, cho dù mình không có được 100% đi, thì ít ra mình cũng biết được cái bức tranh rất thực, đặc biệt là tại nơi mình sống, ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Cà Mau, vân vân, mình cần phải tìm hiểu rất là kỹ. Thì nó sẽ tốt hơn là tôi đọc, tôi nghe một diễn giả nào đó, tôi đọc một cuốn sách nào đó, tôi xem một cái TikTok nào đó và tôi thấy cái kết quả, rồi tôi cảm thấy tôi được tạo nguồn cảm hứng, rồi tôi đi chọn. Và tôi chỉ muốn nghe những điều tôi muốn nghe thôi. Thật ra trong cái hành trình này, Phoenix nghĩ rằng là các bạn nên dùng kỹ năng tư duy, và các bạn nên đi tìm sự thật, đi tìm những cái bức tranh mà nó có những cái mảng màu không hồng, mảng màu rất sáng, thì nó sẽ rất là tốt. Nên cái cách mà Phoenix làm hướng nghiệp, nếu mà những người đối tượng mà không quen, họ sẽ rất là khó chịu. Vì tại sao cô không cho cô trả lời nhanh, tại sao cô không nói về những điều đẹp như là giấc mơ nghề nghiệp, như là đam mê nghề nghiệp. Phoenix thích đi vào cái gốc rễ của cái câu trả lời về hướng nghiệp, đó là tôi phải là người tự chủ trong hành trình này. Tôi phải là người tự vẽ ra cái hành trình này dựa trên những thông tin bên ngoài tôi có, nhưng tôi vẫn là người chịu trách nhiệm 100% cho hành trình này. Vâng, em nghĩ có một điều rất là quan trọng chị vừa nhắc đến, đấy là mình phải chủ động, chịu trách nhiệm và tìm ra những cái mảng sáng tối khác nhau của cái công việc của mình sẽ lựa chọn. Bởi vì thực ra em thấy rất là khó là các bạn trẻ bây giờ có thể nhìn ra mặt tối của một ngành nghề nào đấy. Khi mà ở trên xã hội, mình sẽ chỉ upload hay mình sẽ chỉ chia sẻ những cái thông tin rất là hào nhoáng, rất là xa hoa về ngành nghề của mình. Ví dụ như khi nào ngọt đoán ngành tâm lý thì sẽ không ai nghĩ rằng một chuyên gia làm tâm lý cũng có thể cảm nhận vấn đề về tâm lý sau khi nghe quá là nhiều câu chuyện mang cảm xúc tiêu cực.
mà họ sẽ thường chỉ nhìn thấy mặt là chuyên gia tâm lý sẽ là người đi lắng nghe, sẽ là người đi giúp đỡ, sẽ được xã hội tôn trọng. Vậy thì không biết là chị có một vài câu hỏi gợi ý nào để các bạn trẻ có thể gặp những cái người như vậy và hỏi về những cái mặt tối của công việc không ạ? Trên kênh tài nguyên mà Spyroom sẽ chia sẻ cho các bạn, tụi mình có một kênh tài nguyên tại Hướng Nghiệp Sông An. Thì trên kênh tài nguyên đó có cái phần mình ghi gồm những cái thông tin về dưỡng nghề. Thì trong đó tụi mình có một cái bảng câu hỏi để mà các bạn trẻ dùng để đi phỏng vấn những người trong nghề. Thì những câu hỏi rất là đơn giản, chống chỉ định những câu hỏi như là em có nên làm nghề anh chị đang làm không. Mình không có mời cái người mà mình phỏng vấn làm hướng nghiệp cho mình, mình không đưa cho họ cái quyền đó, mà mình hỏi những thông tin như là khi em học chương trình mà anh chị đã học thì những môn học em cần phải giỏi ở cấp 3 này. Khi em học chương trình mà anh chị đã học thì em cần phải có những cái tố chất và thái độ nào. Khi em muốn đi làm công việc mà anh chị đang làm thì em cần phải trau dồi những cái năng lực nào, và em cần phải để ý những cái khó khăn nào mà có thể em không hề biết khi nhìn từ bên ngoài. Thì những cái câu hỏi như vậy nó sẽ đưa cho mình cái bức tranh rất là thật về đời sống, công việc của một người ở trong một mảng nào đó. Ví dụ như có rất nhiều bạn hiện tại kể với Phoenix là em thích ngành truyền thông và em thích ngành tổ chức sự kiện. Và khi mà mình hỏi em ơi em làm thử cái bài tập tìm hiểu rồi, thì các bạn mới thấy rằng là thực ra ngành truyền thông và tổ chức sự kiện làm việc dài giờ, có khi phải làm việc khác với giờ văn phòng, và sức khỏe phải rất là tốt, vân vân và vân vân. Thì khi mà họ tìm ra những cái thông tin đó thì họ mới quay ngược lại để hỏi bản thân là vậy thì mình có thích cả những cái phần khó khăn của một nghề hay không? Thì đó là những cái câu hỏi mà nói chung là cái thái độ, tức là tôi không có ngồi đây và mong những câu hỏi nhanh. Tôi không có mong những cái câu hỏi mì ăn liền hay là giao hàng trong 2 tiếng đồng hồ là phải có thế hệ các bạn bây giờ. Và thậm chí cả Phoenix cũng vậy, nhiều khi mình không thích đợi. Mình mua một cái gì đó là nó phải được giao ngay, mình cần cái gì đó là phải có ngay. Nhưng mà điều đó nó không xảy ra trong cái hành trình phát triển nghề nghiệp. Nó cần rất là nhiều hành động, nó cần khoảng lặng và nó cần thời gian để trải nghiệm. Vâng, hành động, khoảng lặng và thời gian để trải nghiệm. Vâng, chắc chắn. Sự kiên trì Em nghĩ đây cũng là một bài học rất lớn với các bạn trẻ bây giờ. Khi mà đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn, mình cứ nhảy từ sự lựa chọn này qua sự lựa chọn khác. Và không biết khi nhắc đến những bạn nhảy từ công việc này qua công việc khác, chưa nói đến là khi các bạn đã tốt nghiệp mà ngay cả trong đại học cũng vậy, các bạn chuyển từ project dự án này qua dự án khác, thì không biết theo chị thì khi nào là điểm mình nên dừng lại với một dự án và chuyển qua một dự án tiếp theo? Bởi vì em nghĩ rằng có rất nhiều bạn chỉ cảm thấy là mình hơi khó chịu một chút là các bạn sẽ chuyển luôn dự án và nghĩ rằng cái công việc mình đang thử nó không phù hợp với mình nữa rồi. Câu hỏi này hay lắm Kira. Câu hỏi này nó nhắc đến cái cuốn sách mà Phoenix rất thích của tác giả Angela Duckworth. Cái cuốn có tựa là Grit và tiếng Việt mình đã dịch ra tựa là Vững Tâm Bền Chí Ác Thành Công. Thì chị Angela Duckworth là tác giả và là nhà nghiên cứu trong cái dự án Character Lab. Và trên kênh tài nguyên của tụi mình có để cái trách nhiệm về sự bền chí. Và rất là nhiều bạn trẻ nói với Phoenix là cô ơi em làm xong điểm em thấp quá, em không có sự bền chí. Và rất nhiều bạn trẻ sinh sau 2002, 2003 tới nói với Phoenix là cô, điểm yếu của em là sự kiên trì. Thì trong cái nghiên cứu đó Angela nói là tôi không thể trả lời câu hỏi từ cha mẹ và các chuyên gia và thầy cô là làm sao để xây dựng sự bền chí trong một người bạn trẻ. Nhưng chị ấy có chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái cách mà có thể để những người bạn trẻ thử. Đó là chị ấy nói rằng là khi mà các bạn trẻ thử một cái sở thích nào đó, ví dụ như tôi thích thể thao và tôi muốn thử học võ
đúng không? Thì bạn có thể thử những cái chương trình miễn phí ngắn hạn không sao cả, và để biết là mình có thích không. Nhưng khi bạn đã trả phí cho một chương trình nào đó thì bạn phải hoàn tất hết cái phí đó. Tức là tôi trả học 3 tháng thì tôi phải hoàn tất 3 tháng. Tôi sign up học gym thì tôi phải hoàn tất hết cái membership mà tôi đã trả tiền. Để chi? Để khi tôi đi hết cái đoạn đường đó, tôi có trách nhiệm với số tiền ba mẹ và tôi đã bỏ ra, thời gian tôi đã bỏ ra. Và chỉ khi tôi đi hết cái đoạn đường đó thì tôi mới thực sự ngấm. Và lần sau khi tôi quyết định thử thì tôi suy nghĩ là tôi có muốn thử không? Vì tôi phải tự giữ trách nhiệm với bản thân mình. Và cái trải nghiệm này nó là khá thú vị khi mà mình làm việc với con trai của mình á. Bạn năm nay lớp 10, mình 15 tuổi. Và bạn rất khó chịu khi mà mình chia sẻ với bạn về khái niệm này. Và mình nói rằng là con có thể thử rất nhiều thứ. Nhưng mà khi con đã tham gia một cái gì mà con nghiêm túc với trường, như là câu lạc bộ bóng chuyền, thì con phải làm hết cái phần mà con đã đăng ký. Ví dụ như các bạn làm thực tập sinh ở một nơi nào đó, và các bạn nói rằng các bạn làm 6 tháng thì các bạn phải làm hết sức trong 6 tháng đó. Cho dù là có nản, có khó chịu, trừ khi nó có ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất, các bạn bị áp bức, các bạn bị ăn hiếp vân vân, cái đó mình phải nói với gia đình và phải có sự can thiệp. Nhưng nếu như nó là những cái trải nghiệm mà thường thấy thì bạn nên trò chuyện với gia đình để xem cái trải nghiệm đó nó có phải là trải nghiệm thường thấy của ba mẹ và những người đi trước không. Nếu có và nó không hại đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất của bạn thì bạn nên hoàn thành cái trách nhiệm đó. Và khi mà mình đăng ký và mình ký tên vào một hợp đồng, hay là mình hứa vì một cái điều gì đó, thì mình nên hoàn tất cái lời hứa đó với mình và với những người làm chung với mình. Thì đó là một trong những cách mà mình từ từ gầy dựng cái khả năng mềm chí. Cho dù tôi có đang không thích và tôi có đang như thế nào thì tôi cũng hoàn tất cái phần đó. Thì nó sẽ tập cho mình cái khả năng là mình rất là cẩn trọng trong những lời mình hứa, trong những dự án mình sẽ tham gia và trong công việc mình sẽ đến. Đó là tại sao trong công việc mình có 2 tháng thử việc. 2 tháng thử việc là hai bên cùng tìm hiểu nhau mà. Đó. Thì bạn hoàn toàn có thể nhảy trong lúc bạn thử mà. Nhưng nếu mà bạn đã quyết định bạn ở thì bạn nên làm hết cái trách nhiệm của bạn trong một khoảng thời gian nào đó. Chứ không bạn rời đi quá nhanh và cái xã hội của mình rất nhỏ, cái lĩnh vực bạn làm rất nhỏ. Bạn rời đi một cách không có trách nhiệm. Bạn rời đi mà bạn không cần biết là bạn để lại sau lưng một đống rác, một đống những thứ chưa hoàn thành, và những người đồng ngôn, đồng nghiệp, đồng môn của bạn phải lo lắng những cái đó. Thì cái mạng lưới chuyên nghiệp của bạn bị ảnh hưởng và tên tuổi của bạn bị ảnh hưởng. Và cái đó nó rất là nguy hiểm trong đường dài. Em nghĩ đây là câu chuyện mà không phải bạn trẻ hay là bạn nhỏ nào cũng được cha mẹ chia sẻ. Bởi vì nhiều khi cha mẹ sẽ thấy thương con và sẽ nói là thôi bỏ đi con, ở nhà ba mẹ cho tiền. Cái đó là Phoenix luôn, khi làm hướng nghiệp với cha mẹ, Phoenix luôn nói rằng là anh chị hãy quay ngược lại, là nếu như mình ở trường hợp của con ngày xưa đó, mình có rời đi không? Hay là nếu con ở lại thì con đang học điều gì? Tức là cái khó khăn của con nó có được giải quyết nếu con rời đi không? Nếu như con rời đi mà giải quyết thì tức là nơi đó là một nơi rất không lành mạnh, rất không tốt, phải không ạ? Nó là một cái nơi làm việc có rất, mình không nói nha, mình chắc chắn là những cái trường hợp đó thì nên rời đi. Nhưng nếu như bạn rời đi nơi đó và bạn qua một nơi khác, vấn đề vẫn được lặp lại, thì vấn đề đó đang ở trong mình, chứ nó không phải ở trong cái đối tượng mình làm việc chung. Thì mình phải phân biệt được là tôi bỏ cuộc là vì đúng cho tôi, hay tôi bỏ cuộc vì tôi tránh né và tôi không đối diện được và tôi không học được. Thì cái phần đó nó sẽ đi theo mình, không cần biết là mình đổi qua công ty nào và đổi nhóm nào. Và qua những câu chuyện mình vừa chia sẻ thì em thấy vai trò của gia đình rất lớn trong hành trình phát triển nghề nghiệp. Và có một khó khăn nữa các bạn trẻ gặp phải trong cái mối quan hệ với gia đình và cha mẹ khi hướng nghiệp, đấy là có những bạn thì thích rất nhiều, có khả năng và cũng muốn thử nhiều lĩnh vực, trong khi đó thì cha mẹ lại chỉ muốn con cái có một cuộc sống ổn định
an cư lạc nghiệp. Thế nên ba mẹ sẽ khuyên là hãy chọn một cái ngành nghề nào dễ nhất và ổn định nhất để đào sâu và phát triển đúng ngành nghề đấy. Thì không biết là trong những trường hợp này thì các bạn nên làm gì ạ? Thực ra khi Phoenix về làm việc tại Việt Nam từ 2009 cho đến bây giờ thì mình thấy là càng ngày cha mẹ càng lắng nghe, hiểu và đồng hành với con trong hướng nghiệp nha, mình không nói những mặt khác, tốt hơn. Với đối tượng mà Phoenix đã được gặp từ 2009 đến bây giờ thì mình thấy có sự thay đổi rất nhiều. Và thậm chí là mình thấy, mình có đùa với cha mẹ là các anh chị bây giờ sợ con lắm nha. Là cha mẹ cười. Tức là sợ đây không phải là sợ mà là chịu khó lắng nghe hơn. Con có bực bội, con có chia sẻ thì cũng thôi, trời không chịu đất thì đất cũng chịu trời, cha mẹ hay đùa vậy. Nhưng mà rõ ràng là có sự lắng nghe và chia sẻ. Thật ra cái điều rất là quan trọng ở đây là nên có sự đối thoại giữa hai thế hệ. Và đối thoại nó không bao giờ là dễ dàng. Khi đối thoại thì sẽ luôn có một bên muốn mình đúng, bên kia sai. Khi đối thoại thì sẽ có bên chưa nói xong thì bên kia đã ngắt lời. Khi đối thoại thì sẽ có bên luôn cảm thấy người đối diện không hiểu được mình. Mà đừng để điều đó ngừng cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại nó phải xảy ra nhiều. Và lần đầu nó không được thì lần hai cũng không được, thì lần ba, lần bốn, lần năm sẽ được. Tức là cả các bạn cũng phải chủ động trong việc là tôi cần ba mẹ hiểu tôi hơn. Các bạn cũng phải chủ động để đầu tư vào mối quan hệ với ba mẹ. Tại vì thật ra nếu mà nhìn lại thì ba mẹ có khác gì ngân hàng đâu, đúng không? Ba mẹ đâu có khác gì người đầu tư cho mình đâu. Thì như hồi đó Phoenix đi học, ba mẹ Phoenix đâu có can thiệp để Phoenix mượn tiền chính phủ hết. Và Phoenix phải báo cáo với cái ngân hàng cho mình mượn tiền là mình học cái gì, mình học mỗi học kỳ điểm ra sao, vân vân, để không có bị, để tiếp tục được mượn tiền học tiếp mà, đúng không? Thì ba mẹ mình cũng vậy, họ có quyền biết về sự đầu tư của họ, về thời gian và tiền bạc trong đường ngắn và đường dài. Nó có lợi không phải cho ba mẹ mà có lợi cho người con của mình hay không mà. Quay lại câu hỏi của Kara là một câu hỏi rất hay. Thì Phoenix nghĩ phần lớn thế hệ con nên hiểu là thế hệ của cha mẹ mình đã sinh ra và lớn lên trong bối cảnh lịch sử, kinh tế và văn hóa xã hội như thế nào. Đúng không? Nếu như bố mẹ mình lớn lên trong thời kỳ trước khi đổi mới, trước năm 1985, thì lúc đó sự ổn định là điều quan trọng nhất. Có được một công việc trong chính phủ, có được một công việc trong hợp tác xã ăn uống là nơi tốt nhất. Tại vì gia đình tôi sẽ được đảm bảo là có lương thu nhập của tôi hàng tháng, cho tôi ăn, cho con tôi ăn học. Nếu như ba mẹ bạn lớn lên và trưởng thành trong thời kỳ sau 1990, khi mà Việt Nam mở cửa và đầu tư của các nước từ các châu về Việt Nam và tiếng Anh lên ngôi, thì các bạn sẽ thấy là ba mẹ của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi con học tiếng Anh đi, con học quốc tế nè, vân vân và vân vân. Thì trước khi mà mình muốn ba mẹ hiểu mình nên hiểu là ba mẹ mình đã lớn lên và trưởng thành trong bối cảnh như thế nào. Và nó không hề màu hồng đâu nha. Nên đọc những cái cuốn sách từ ngày xưa để biết rằng thời đó khó khăn về tài chính như thế nào, công việc khó tìm ra sao. Và khi mà mình hiểu được cha mẹ mình rồi thì mình mới bắt đầu giúp cho cha mẹ hiểu về thế hệ của mình. Thế hệ của mình là thế hệ YouTuber, TikToker. Thế hệ của mình là thế hệ giao hàng Tiki trong 2 tiếng. Thế hệ của mình là thế hệ mà ngành học nó không còn đếm trên đầu ngón tay và ngón chân, mà nó cả chục, cả trăm ngành có thể học. Thế hệ của mình là thế hệ mà một công việc này mất đi thì một công việc khác xuất hiện. Thế hệ của mình là thế hệ mà mình có thể thích một lúc 3-4 ngành và có thể làm một lúc 3-4 công việc. Thì khi mà ba mẹ hiểu rằng thế hệ của con mình nó không giống như thế hệ mình, và thị trường lao động mà thời con mình đang sống không giống với thời mình. Bây giờ không cần chỉ có tiếng Anh đâu, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, vân vân, rất nhiều thứ tiếng trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương đang lên ngôi. Thì cha mẹ sẽ hiểu,
thì ra cái góc nhìn của mình nó không còn chính xác nữa đâu. Và đó là tại sao mình phải có đối thoại, đó là tại sao mình nên gửi cho ba mẹ coi những phim mình đang coi, đó là tại sao mình nên đi coi phim với những phim ba mẹ xem để mình biết nó chán nhưng mà nó có ý nghĩa. Thì Phoenix nghĩ rằng là các bạn nên trân trọng và đầu tư vào mối quan hệ giữa mình và gia đình càng sớm càng tốt. Và các bạn hãy trân trọng và đối xử một cách chuyên nghiệp với số tiền ba mẹ để ra và đầu tư cho mình. Ở đây mình không tính toán theo kiểu ngân hàng lãi suất như thế nào, nhưng mà mình nên trân trọng và mình nên đòi hỏi một con số rất rõ ràng. Ba mẹ đừng ngại, ba mẹ ơi, ba mẹ sẽ đầu tư cho con, anh hai nè, bao nhiêu triệu để học trong 4 năm. Ba mẹ sẽ cho con ở trong nhà đến năm con bao nhiêu tuổi. Ba mẹ ơi, con là con út nè, anh chị con đi học xong rồi còn tiền để đầu tư cho con. Đừng ngại nói về con số. Con cần biết con số đó để con lên kế hoạch con sẽ học ở những trường nào. Và ngoài việc học chính quy, con có được học những chương trình ra sao. Thì khi chúng ta cho ba mẹ thấy chúng ta đã có sự tìm hiểu, không những về nội dung ngành học, về nghề nghiệp, mà còn về đầu tư, thì ba mẹ sẽ đối xử với mình rất là khác. Và câu chuyện này nó không chỉ ở thành thị đâu các bạn, nó có thể ở nông thôn, nó có thể ở những nơi khó khăn. Vậy thì trong lúc tôi muốn đi học như thế nào, ngoài việc là gia đình tôi không đầu tư được cho tôi về tài chính, có những quỹ học bổng nào hay không? Trong Việt Nam có rất nhiều quỹ học bổng vượt khó, thì tôi có thể đầu quân và tôi có thể nộp đơn để lấy học bổng hay không, vân vân. Thì tất cả những câu chuyện đó nó quay về tôi phải là người tự chủ và tôi phải là người chủ động trong hành trình này. Vâng, và một bài học trong hành trình này, bài học cực kỳ nhân văn, đấy là mình hãy thử đặt vị trí của mình gần hơn với bố mẹ để tạo nên một sự kết nối sâu sắc hơn, thay vì là mình sẽ bị kẹt trong cái bong bóng của cảm xúc của sự thất vọng, sự khó chịu khi mà mình không được chọn một cái ngành hay là mình không được làm việc mà mình ưng ý. Dạ vâng. Khi mà mình xem ba mẹ mình, bố mẹ mình và như là những người mà họ đầu tư, họ đầu tư với tình yêu thương và họ đầu tư vì họ muốn một tương lai của mình sáng rạng. Khi mình nhìn được cái góc nhìn rất là lý trí đó thì mình có thể dung hòa với tình cảm để cùng với họ ra cái quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn câu trả lời của chị. Trong tất cả các yếu tố mình vừa nói đến, vừa trao đổi về, thì em thấy á, dường như giá trị nghề nghiệp là cái yếu tố trừu tượng nhất. Các yếu tố mà mình vừa nói như là sở thích này, năng lực học tập, khả năng hay là cá tính, thì đâu đó em cảm giác như là mình vẫn có thể quan sát và mình định lượng được chúng qua điểm số, qua bằng cấp. Tuy nhiên giá trị thì lại không như vậy. Vâng, giá trị nó là một cái gì thì rất là trừu tượng. Và làm thế nào thì mình có thể xác định được giá trị nghề nghiệp của bản thân mình? Giá trị rất là trừu tượng. Và cái điều quan trọng là mình nên gọi tên được nó càng sớm càng tốt. Và chúng ta đang nói về giá trị nghề nghiệp theo cái cách hiểu đó là động lực để giúp cho chúng ta theo học và làm việc và tồn tại phát triển trong một ngành nghề nào đó lâu dài. Và ở đây khi mà mình nói về động lực nghề nghiệp thì sẽ dễ hiểu cho các bạn trẻ hơn. Và giá trị nghề nghiệp nó là một cái cách hiểu khác, tức là tôi theo đuổi những cái giá trị nào khi tôi quyết định bước chân vào ngành nghề này, làm trong lĩnh vực này, hay tôi chọn công ty này thay vì tôi đi vào công ty kia. Đây là một khái niệm trừu tượng nhưng nó không có khó gọi tên lắm đâu. Có điều là mình phải cẩn trọng khi mình sử dụng nó. Giá trị nghề nghiệp hay động lực nghề nghiệp, chúng ta sử dụng nó trong quyết định nghề nghiệp sau khi chúng ta đã tìm hiểu rất rõ về sở thích, năng lực học tập, khả năng, tìm hiểu hết những cái đó rồi. Thì cái yếu tố cá tính nó sẽ là yếu tố giúp cho ta chọn đội ngũ và công ty ta làm cùng. Vậy thì cái giá trị nghề nghiệp hay cái động lực nghề nghiệp nó là cái yếu tố cuối cùng. Chúng ta phải hiểu tất cả những yếu tố kia rồi chúng ta mới dùng cái yếu tố cuối cùng này để quyết định là ta sẽ bước chân vào lĩnh vực hành nghề nào và ta sẽ phát triển và ở lâu như thế nào. Và khi ta hiểu được cái động lực nghề nghiệp của mình thì ta sẽ rất là ít khi tự trách bản thân, vì mình biết được vì sao mình ra quyết định này. Trong cũng kênh tài nguyên của Sông An mà các bạn có thể vào, thì các bạn hãy vào cái phần
trách nhiệm. Các bạn sẽ thấy ở cái rễ trách nhiệm nghề nghiệp, cái rễ giá trị nghề nghiệp, các bạn sẽ thấy những cái trách nhiệm ở đó. Và cũng trong trang Kênh Tài Nguyên Sông An thì có giới thiệu một số bài về công cụ Indigo. Nó là một công cụ cần phải trả phí để sử dụng, nhưng bạn hoàn toàn có thể đọc những bài viết về công cụ đó để hiểu được cái 6 động lực nghề nghiệp theo công cụ đó. Và 6 động lực nghề nghiệp này nó rất là dễ hiểu. Ví dụ ha, những người bạn trẻ mà họ có cái giá trị về thực tiễn, động lực nghề nghiệp về thực tiễn, thì họ rất là coi trọng việc là em muốn kiếm tiền nhiều lắm Phoenix. Em muốn kiếm tiền càng nhanh, càng nhiều, càng tốt. Và em thích có vị trí. Em thích được gọi ở những vị trí quản lý. Em thích như vậy. Và hoàn toàn nó không có một cái sự dán nhãn hay đóng khung rằng là tiền là xấu là tốt không. Cái động lực nghề nghiệp nó giúp cho mình gọi tên và mình hiểu đó là lý do tại sao mà mình bị thu hút bởi tất cả những cái gì nó liên quan tới đầu tư hay những cái quyết định về kinh tế v.v. Sẽ có những bạn trẻ họ hoàn toàn có những cái họ đi theo cái động lực nghề nghiệp, họ gọi là aesthetic, nhà duy mỹ. Thì cái động lực này nó thú vị lắm, là những người bạn này họ chọn làm việc trong những lĩnh vực hoặc là những cái tổ chức mà nó phải đẹp. Đẹp ở đây không chỉ đẹp bên ngoài đâu, mà nó phải có cái sự hài hòa và đẹp giữa người và thiên nhiên. Có khi các bạn theo những công việc hoàn toàn để bảo vệ môi trường, có khi các bạn lại chọn vào những ngành mà thiết kế hay là mỹ thuật, có khi các bạn lại đi làm ở những cái nơi mà nó sẽ giúp cho người khác đẹp. Thì bạn rất là coi trọng cái động lực nghề nghiệp là duy mỹ. Và khi bạn lấy đó là động lực ưu tiên của bạn, thì những cái quyết định nghề nghiệp của bạn sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi động lực đó. Một động lực khác đó là về xã hội. Thì có những người bạn trẻ mà họ biết từ rất sớm là tôi không thấy tiền quan trọng, nhưng tôi rất thích làm việc mà tôi thấy được sự đóng góp của tôi cho xã hội này. Và cái sự đóng góp đó tôi thấy được nó có ảnh hưởng đến người khác ngay lập tức, thì cái giá trị, cái động lực nghề nghiệp đó nó sẽ ảnh hưởng người bạn trẻ khi mà họ chọn nơi để làm và họ chọn công ty để làm, hoặc là họ chọn một đội ngũ để làm chung trong những cái lĩnh vực mà họ thấy tôi đang đóng góp rất là nhiều đó. Thì cái động lực nghề nghiệp này nó không hề khó, nó trừu tượng nhưng mình có thể gọi tên và hiểu. Và nếu như mà ngồi nhìn lại thì động lực nghề nghiệp của một người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ và gia đình của họ, hoặc là ngược lại hẳn với cha mẹ và gia đình của họ, tùy vào những trải nghiệm sống từ nhỏ đến lớn. Thì trong một cái khoảng thời gian ngắn mình rất là khó để mình gọi tên hết, nhưng mà các bạn cứ thử đi tìm hiểu và đọc để thấy là rất là thú vị. Nhưng đây nó, các bạn Phoenix hay nói với lại thầy cô và cha mẹ là hãy để cái yếu tố này cuối cùng trong cái hành trình tìm hiểu. Vì nếu đưa nó lên đầu thì nó rất là dễ gây loạn, nó làm cho các bạn hoang mang lắm. Nên nó nên là cái yếu tố cuối cùng, khi đã hiểu hết về bản thân mình từ cái sở thích, năng lực học tập đến khả năng, rồi hẳn bắt đầu chạm đến cá tính và động lực nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp. Và em cũng có nhận được một số câu hỏi, ví dụ như là còn các bạn là một bước chân vào ngành giáo dục hoặc là những ngành xã hội có liên quan, mà các bạn cũng chưa hiểu được là cái giá trị nghề nghiệp của các bạn nằm ở của cải vật chất hay là nằm ở sự phát triển cá nhân và sự đóng góp cho xã hội. Vậy thì ngay từ khi chọn ngành ở bậc đại học thì các bạn có thể tìm hiểu về những cái giá trị nghề nghiệp đấy như thế nào? Đó là lý do tại sao mà mình nói là nó phải là yếu tố cuối cùng. Vì nếu như rất khi mình nghe, đúng không các bạn, mình rất dễ hiểu lầm, mình rất dễ võ đoán là nếu tôi muốn đóng góp cho xã hội, tôi muốn đóng góp cho xã hội thì tôi không đi vào những cái ngành kiếm tiền nhiều như là tài chính được. Nhưng nó hoàn toàn không đúng. Hoặc là tôi muốn kiếm tiền thì tôi không vào trong những ngành, trong dịch vụ xã hội như là tâm lý hay giáo dục được. Nó cũng không đúng, nó không hề đúng. Tại vì ngay bên trong cái lĩnh vực tài chính đi,
có rất là nhiều vị trí và công ty họ đi vào hướng là tôi đang làm những cái dự án này để phục vụ cho xã hội. Có những cái dự án đầu tư mà là dự án để đầu tư cho cộng đồng. Có những rất nhiều NGO, NPO, ví dụ như Ngân hàng Châu Á đi, đúng không? Quỹ Ngân hàng Châu Á. Thì khi mà bạn học về tài chính và bạn học về kinh doanh, bạn hoàn toàn vẫn làm được ở những vị trí, ở những tổ chức World Bank chẳng hạn. Mình đã gặp rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam đang làm cho những tổ chức như vậy. Và họ nói em thích lắm vì em đóng góp. Và số lương nó không bằng ở những cái tổ chức tư nhân khác, những ngân hàng khác, nhưng nó vẫn ổn cho em. Không có nghĩa rằng là khi đi vào những ngành đó thì tôi không làm được, tôi không theo được những cái động lực và động lực nghề nghiệp này. Hoặc là bên trong giáo dục chẳng hạn, trong ngành giáo dục nha, mình vẫn thấy được là sẽ có những vị trí và những tổ chức, ví dụ như du học chẳng hạn, các anh chị bên du học vẫn đầu tư và kiếm được tiền và thu nhập tốt mà. Hoặc là bên tiếng Anh, đúng không? Hoặc là rất là nhiều, chứ đâu phải là cứ giáo dục là sẽ nghèo hơn đâu, đúng không nè? Cho nên khi mà mình dùng cái động lực nghề nghiệp, hay là mình đi xác định giá trị nghề nghiệp rồi mình lấy đó để mình chọn ngành học thì nó không có ổn. Tại vì ở trong bất cứ một lĩnh vực nào đều có chỗ đứng cho mình cả. Cho nên khi mà mình chọn ngành học và mình chọn cái nghề nghiệp mình làm thì mình vẫn phải quay về tôi có thực sự thích và có năng khiếu để làm nó tốt và phát triển trong nó hay không. Khi tôi có được một chỗ đứng như vậy rồi thì tôi sẽ tìm ra được những nơi phù hợp hoàn toàn với động lực nghề nghiệp của tôi. Ví dụ như lấy câu chuyện cá nhân của Phoenix đi ha, thì khi mà Phoenix chọn làm công việc trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp, tham vấn hướng nghiệp đi ha, thì Phoenix hoàn toàn có thể chọn ở một vị trí mà lương có thể là ngưỡng cao, rất cao và rất ổn định cho mình và gia đình. Hoặc là Phoenix có thể chọn ở một vị trí mà chỉ vừa đủ để những chi tiêu và phải cần sự hỗ trợ từ ông xã để làm được những điều mình thích. Nhưng cả hai cái vị trí này nó đều trong cái lĩnh vực. Và chọn được của Phoenix tùy vào lúc là khi tôi làm mẹ và tôi phải đóng góp rất nhiều gia đình, tôi chọn ở đây. Nhưng khi tôi ổn hơn thì tôi chọn ở đây. Và nó tùy rất nhiều. Nhưng về sở thích và năng lực học tập và khả năng thì nó không có đổi. Cho nên trong hướng nghiệp rất cẩn thận, đừng có đi lấy cái giá trị đầu tiên để làm cái phễu lọc cho một chọn lựa nghề nghiệp. Vì nó rất là dễ bị hiểu lầm, dễ vỏ đoán, có nhiều cái giả định không đúng. Vâng, em nghĩ câu trả lời vừa rồi của chị đã giải quyết được khúc mắc cho rất nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi các ngành như là xã hội, nhân văn và giáo dục. Vâng, em cảm ơn chị. Đừng hiểu lầm nhé, giáo dục không nghèo đâu á. Nhưng mà các bạn vẫn phải đi tìm hiểu và tìm cái gọi là niche market, là những cái thị trường ngách của riêng mình. Vâng, thay vì là mình đưa ra những cái võ đoán. Tại vì ngay cả trong ngành tâm lý mình biết được đây là một ngành mà thu nhập không cao bằng bên ngành tài chính, đúng không? Nhưng mà ngay cả bên trong ngành tâm lý, nếu bạn học đến một mức nào đó, bạn có ngôn ngữ, bạn làm ở những tổ chức nào đó thì cái thu nhập của bạn vẫn rất ổn mà. Cảm ơn chị. Và liên quan đến vấn đề này, có một bạn cũng gửi câu hỏi về chương trình, đấy là trong một thế giới, nơi xã hội, nhà trường, những yếu tố như hoàn cảnh và lối suy nghĩ tạo ra những con người có vẻ giống nhau, thì những con người đó có giúp chung giá trị nghề nghiệp không? Và có nên đánh giá những con người đó giống nhau không? Em cảm ơn ạ. Câu hỏi này nó không có nằm trong hướng nghiệp nhiều lắm đâu Kira và các bạn ạ. Câu hỏi này nó nằm ở bên Phoenix gọi là chủ nghĩa hiện sinh đi ha. Nó có thể đi vào bên trí, bên tâm lý, vân vân. Nó quay về việc là ở đây cái giá trị này có vẻ như không phải là động lực nghề nghiệp, mà là cái giá trị của mình trong mắt xã hội, đúng không nè? Cái worth, phải không? Cái giá trị của mình trong mắt xã hội. Và cân đo đong đếm như thế nào để tôi có thể khác những người khác. Phoenix sẽ không trả lời từ góc nhìn của trí hay là tâm lý, Phoenix sẽ trả lời từ góc nhìn của hướng nghiệp. Trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp thì có một câu mình rất thích, đó là khi tôi bước chân theo hành trình tìm hiểu nghề nghiệp thì tôi muốn giúp
cho những người làm việc với tôi, họ tìm ra được chỗ đứng trong xã hội, mà cái chỗ đứng đó giúp cho họ có được thu nhập để họ tự lo cho bản thân và gia đình, và chỗ đứng đó cũng thỏa mãn được cái mong muốn về sở thích, cho họ được phát huy năng lực của họ và cho họ được có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt của riêng họ. Thì điều đó mình, khi mà mình kéo nó về cái góc nhìn hướng nghiệp, thì nó đi vào từng cá nhân một. Đối với tôi, người đó phải tự hỏi là đối với tôi như thế nào sẽ là như thế nào, tôi phải làm sao tôi thấy được cái giá trị của bản thân tôi trong xã hội này, đúng không? Thì sẽ có người họ thấy rằng là khi tôi kiếm được tiền để mua được cái này, du lịch như thế kia, và làm những thế này, thì đó là giá trị của tôi trong mắt tôi và gia đình. Có những người khác thì họ sẽ nói rằng là miễn rằng tôi được làm điều tôi thích và tôi có vừa đủ thu nhập, và mỗi người sẽ tự định nghĩa vừa đủ ở mức nào thì tôi ổn. Có những người thì sẽ nói rằng là tôi cần phải học, tôi muốn có bằng cấp học vị thạc sĩ tiến sĩ, và khi tôi đạt được đến những cái đó thì tôi thấy cái giá trị của tôi nó ở mức nào đó trong xã hội. Vậy thì đây là câu hỏi mà mỗi cá nhân phải tự trả lời, và Phoenix rất ngại trao câu trả lời cho các bạn trẻ. Phoenix tin rằng là tốt nhất là nên hỏi câu hỏi đúng, và từ mỗi người sẽ phải đi tìm câu trả lời. Vậy thì câu hỏi mà Phoenix sẽ gợi ý cho các bạn đó là: khi nào thì tôi thấy tôi có giá trị trong mắt tôi, liên quan đến việc là đóng góp cho xã hội và nhận lại thu nhập từ đóng góp đó. Khi nào thì tôi mới thấy được là tôi có giá trị trong mắt của tôi, và sau đó rồi hẳn hỏi là trong mắt những người xung quanh như thế nào. Đừng đi ngược lại là trong mắt người xung quanh như thế nào, vì như vậy nó sẽ rất là mệt. Và các bạn đã có rất nhiều câu hỏi mà mình có thể tự đem về ngày hôm nay và tự suy nghĩ về cái hành trình phát triển nghề nghiệp của mình. Và qua tất cả những gì chị vừa chia sẻ thì em cảm giác như là mình càng hiểu mình càng hiểu về sở thích cá nhân, năng lực cũng như là giá trị động lực nghề nghiệp của mình, thì mình sẽ càng tập trung vào con đường của mình hơn, và mình sẽ ít bị lung lay trước peer pressure, áp lực đồng trang lứa hay là áp lực gia đình hơn. Thì không biết là chị có một lời khuyên cuối cùng nào dành cho những bạn mà vẫn đang còn băn khoăn, vẫn đang còn mệt mỏi trước những cái áp lực mà hàng ngày các bạn phải đối diện khi lên mạng, khi về nhà hay là khi đến trường không ạ? Thật ra đây là khó khăn của thời đại các bạn. Đây là thế hệ của các bạn gặp nhiều khó khăn hơn thế hệ của Phoenix nhiều lắm. Thời Phoenix thì lớn lên thì chưa có Facebook, thậm chí điện thoại cũng rất là ít dùng. Do đó tụi mình có rất là nhiều khoảng lặng, tụi mình có rất là nhiều những cái hoạt động ngoài trời, vân vân. Để đối diện với những trở ngại và thách thức mà các bạn đang đi qua, đặc biệt là áp lực đồng trang lứa, mà khi chúng ta nhìn vào mạng xã hội, chúng ta thường chỉ thấy những cái bức tranh rất đẹp, những cái kết quả mà người khác muốn cho chúng ta thấy. Phoenix đề nghị là mình bớt thời gian lướt mạng lại. Trong một ngày mình nên có một khoảng thời gian, dù ngắn đi nữa, 15 phút cũng được, mình chỉ dành cho riêng mình thôi. Thì trong cái thời gian đó, nếu bạn thích viết, bạn viết. Nếu bạn thích nói thì bạn nói xong bạn thu lại ha. Nếu bạn thích vẽ, bạn vẽ. Còn nếu bạn thích tĩnh lặng thì bạn cứ ra bạn ngồi nhìn cái cây nào đó. Phoenix nghĩ rằng là các bạn nên tập cho mình, nên tặng cho mình món quà là tôi có không gian và thời gian riêng cho tôi mỗi ngày. Và trong cái khoảng lặng đó, tôi không quan tâm điều gì đang xảy ra sao. Tôi không quan tâm, tức là mình lướt liên tục mình sẽ mệt. Tôi không quan tâm đến người khác, tôi chỉ quan tâm với tôi ở đây thôi. Thì nó không hề dễ đâu, tại vì đối với Phoenix điều đó cũng phải khó khăn lắm, mặc dù là mình ở tuổi này nha, nhưng mà mình phải tập được. Nếu không thì các bạn rất khó để
quay về bên trong có sự vững vàng và không bị áp lực từ từ người xung quanh. Những cái tiếng ồn xung quanh nó nhiễu và nó làm mình mệt lắm. À, có thêm một mẹo nữa. Nếu như bạn có thể có được người bạn tri kỷ, ở đây có thể là người yêu, có thể là bạn thân, có thể là thành viên gia đình. Nếu mình có thể có được một người bạn tri kỷ, thì người bạn này sẽ giúp cho mình trong hành trình này nhiều lắm. Tại vì có những lúc mình rất mệt và bạn mình nó nói, sao đâu, một chuyện sợ ổn. Và đôi khi họ còn nhắc mình về cái lý do mà tại sao mình đang đi, và thậm chí lúc đấy mình còn không nhớ. Đúng. Và sau cùng thì kể cả khi đã chọn được ngành nghề rồi này, thậm chí là khi đã đi làm được rất nhiều năm, nhưng sẽ vẫn có những người cảm thấy mình không còn phù hợp với cái ngành nghề này nữa, thì khi đó họ nên bắt đầu lại như thế nào? Bắt đầu lại từ lúc ban đầu. Và trong hành trình phát triển nghề nghiệp thì tụi mình có một cái hình ảnh, đó là cái spiraling forward đó các bạn, tức là mình phát triển theo cuốn chiếu về phía trước, cái hình giống như lò xo mà mình cuộn về phía trước á, đi theo xoắn ốc, xoắn ốc đi về phía trước á, spiraling forward á, đây cái hình nó xoắn ốc như vậy, có nghĩa là làm sao? Ví dụ như năm 18 tuổi khởi điểm mình ở đây, và đến năm 22 tuổi mình biết hoàn toàn mình muốn gì, mình bước vào đi làm thị trường lao động. Xong rồi tự nhiên mình nhận ra chết rồi, mình không còn thích nó nữa. Có nghĩa là mình quay lại khởi điểm, nhưng mình không quay lại chỗ cũ, mà là mình quay về khởi điểm với những trải nghiệm của 4 năm vừa qua. Và từ đó mình lại đi tiếp là tôi bây giờ tôi thích cái gì, vậy thì tôi phù hợp với lĩnh vực nào, ngành nghề nào, công ty nào, đội nhóm nào, rồi tôi tiếp tục, đúng không? Thì có khi đến năm 24 nó sẽ nhanh hơn. 24 tuổi tự nhiên tôi nhận ra tôi vẫn còn thích đó, nhưng tôi muốn nó hơn một chút nữa, thì tôi vẫn phải quay về hiểu mình, hiểu thế giới ngành nghề, và tôi lại ra quyết định. Tức là cái mô hình chìa khóa mà Phoenix hay chia sẻ với các bạn trong chuyên viên hướng nghiệp ấy, là cứ ở từng giai đoạn tôi quay về khởi điểm hiểu mình, nhưng tôi không quay về khởi điểm cũ, tôi không bước xuống cùng một dòng sông hai lần. Tôi quay về khởi điểm, nhưng lúc đó tôi có những trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng, và tôi hiểu mình tới lúc này, và lúc đó mạng lưới chuyên nghiệp của tôi khác, thị trường lao động khác, thì tôi có hoàn toàn có thể chuyển đổi một cách rất là nhẹ nhàng và từ từ, không khó khăn gì cả. Nhưng nó là một hành trình liên lũy, tức là bạn không thể nào tự động nghĩ rằng là ở 18 tuổi cho đến 22 tuổi cho đến 26 tuổi tự nhiên nó xảy ra, mà là nó liên lụy, nó cộng dồn. Cái cách tôi hiểu về tôi như thế nào và thị trường lao động tôi xây dựng được, mạng lưới chuyên nghiệp xung quanh tôi ra sao, nó ảnh hưởng cái quyết định tiếp theo của tôi lắm. Và nó như vậy, nó sẽ cuốn xoắn ốc như vậy cho đến ngày sau cả khi tôi về hưu. Phoenix rất thích làm hướng nghiệp cho người về hưu nha các bạn. Có nghĩa rằng là khi về hưu tôi sẽ có những cái chọn lựa khác nữa, không có nghĩa là về hưu là tôi ngừng đâu. Cái này đây là một lời nhắc nhở rất quan trọng với tất cả những ai mà đang muốn chuyển ngành nghề. Bởi vì em nghĩ là khi đứng trước một ngã rẽ nào đấy thì mình sẽ rất lo lắng. Và đôi khi cái sự lo lắng đó làm mình quên đi mất những cái tài nguyên mình đang có, quên đi mất thế mạnh, và quên đi mất những cái trải nghiệm mà mình đã từng có trước đó. Em rất cảm ơn câu trả lời của chị. Và câu hỏi cuối cùng mang cho mình một giấc mơ rất lớn của một bạn trẻ, đấy là em đã ấp ủ một ước mơ khởi nghiệp và muốn phát triển doanh nghiệp của em trong quy mô lớn. Chị có nghĩ rằng em đang quá ảo tưởng không ạ? Và nếu chị nghĩ không thì chị có thể chia sẻ cho em vài lời khuyên về chuyện này được không ạ? Câu hỏi rất thú vị về ước mơ cho những bạn trẻ đang ước mơ về khởi nghiệp. Đầu tiên mình xin chia sẻ rằng là không có cái ước mơ nào là ảo tưởng cả. Không có giấc mơ nào là ảo tưởng. Nó chỉ ảo tưởng khi mà bạn nói quá nhiều mà bạn không làm gì cả. Hoặc là nó ảo tưởng khi mà bạn chỉ nói hơn cái sức và bạn đang có, thì nó mới trở thành ảo tưởng thôi. Vậy thì bạn nên, Phoenix sẽ hỏi bạn là bạn nên đặt lại câu hỏi với mình là ở thời điểm nào. Tôi phải đi tìm thông tin từ những người đã khởi nghiệp nha, và tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi sau đây. Ở thời điểm nào, dựa trên những tiêu chí và yếu tố nào thì tôi biết rằng là tôi có đủ lực để khởi nghiệp. Tức là để khởi nghiệp một dự án lớn lao nào đó thì tôi cần phải có những cái thành tố nào trong cái quyết định đó.
tôi có cần phải có tài chính vừa đủ, tôi có cần phải có đủ cái kiến thức chuyên môn, tôi có cần phải có đủ những cái mạng lưới xung quanh tôi để hỗ trợ nguồn lực trong và ngoài, vân vân. Tức là câu hỏi đó mỗi người phải đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Rồi từ đây đến cái giấc mơ đó, mình hãy xem đó là một cái dự án đường dài. Nếu như tôi trả lời rằng vào năm 35 tuổi tôi muốn điều đó xảy ra, thì năm nay khi tôi 16 tuổi thì từ đây đến đó phải có những chặng đường nào, những chặng đường nào, và trong những chặng đường đó tôi cần phải đạt được những cột mốc nào. Và ngay cả khi tôi có cái dự án và kế hoạch đó rồi thì tôi cũng phải sẵn sàng để đổi. Có thể tôi vì cái hành trình của tôi đi nhanh hơn người khác nên tôi sẽ khởi nghiệp ở năm 26 tuổi. Có thể vì những lý do gì đó trong cuộc sống và gia đình, tôi sẽ khởi nghiệp ở năm 50 tuổi. Tức là bạn hãy có ước mơ, bạn hãy đi tìm hiểu thông tin, bạn hãy ra những cái câu hỏi thiệt là thực tiễn cho chính mình. Chỉ là ảo tưởng khi bạn nói mà nó không dựa trên một cái khung sườn khoa học nào cả. Bạn nói khơi khơi bạn muốn làm Chủ tịch nước Việt Nam chẳng hạn, thì người ta sẽ nói là bạn ảo tưởng. Nhưng nếu bạn có tất cả những cái thông tin vì sao tôi có những nguồn lực như thế nào và tôi chạm được như thế nào, thì cho dù là cho đến ngày đó bạn không bao giờ đạt được thì cũng không ai nói bạn có ảo tưởng, đúng không ạ? Và Phoenix xin chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân là con trai mình đến bây giờ vẫn còn chọc á, là không thể tưởng tượng mommy dám khởi nghiệp vào tuổi này, tức là từ mình và đồng sáng lập Sông An chưa bao giờ tưởng tượng là hai chị em sẽ khởi nghiệp. Và khi mà tụi mình bắt đầu thì đó là một cái hành trình rất là thú vị, vì cái con đường mình chọn và mình thấy rất là nhiều thử thách gian nan và những khó khăn, và có những lúc đứng và tự hỏi có đáng không, có đáng để mình tiếp không đó. Thì cái hành trình khởi nghiệp nó là một quyết định nghề nghiệp như bao quyết định nghề nghiệp khác. Nó đòi hỏi mình phải hiểu về bản thân, hiểu về cái đích mình hướng đến, hiểu về những nguồn lực trong và ngoài, và từng chặng đường mà mình đi để mình tới được cái đích đó. Nên đó là câu trả lời rất dài cho câu hỏi của bạn. Và bạn phải là người tìm ra những câu hỏi đúng cho riêng mình trước khi bạn đạt được cái giấc mơ khởi nghiệp của bạn. Vâng, cảm ơn câu trả lời của chị. Và qua tất cả những chia sẻ của chị vừa rồi thì em cảm giác như là mình càng đặt cho mình nhiều càng nhiều câu hỏi, mình càng đặt cho thế giới càng nhiều câu hỏi thì mình sẽ có càng nhiều câu trả lời cho mình, và các câu trả lời đó nó sẽ mãi ở trong mình, và bất kỳ khi nào mình chọn một lối rẽ nào đấy trong cuộc đời thì mình đã có đầy đủ tất cả những kiến thức đó về bản thân mình để mình đưa ra sự lựa chọn rồi. Và em nghĩ câu trả lời vừa rồi của chị cũng là một cái kết rất là đẹp cho cái buổi thảo luận của mình ngày hôm nay. Và không biết là để kết thúc chương trình thì chị Phoenix có lời nhắn nhủ cuối cùng nào dành cho tất cả các bạn trẻ không ạ? Mình có lời nhắn nhủ cho các bạn. Ngay ở tuổi 46 và mình đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn hướng nghiệp. Bản thân Phoenix cũng có những lúc rất mệt mỏi trong chọn đường nghề nghiệp của mình. Bản thân cũng có những lúc đặt về câu hỏi về cái giá trị mình đem lại cho cuộc sống và cái động lực nghề nghiệp mình theo đuổi. Nên mình muốn các bạn hiểu rằng là cho dù một người mà được gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này, và cho dù là một người kinh nghiệm ở tuổi này và cũng được xem là thành công, thì mình luôn luôn có những vấn đề như vậy ở từng năm, từng tháng trong cái hành trình này. Và mình mong các bạn hiểu rằng là nó là một cái nó gần như là một cái bài học xuyên suốt cuộc đời. Nó không có như là tôi học xong đại học thì tôi sẽ hết lo về nghề nghiệp, tôi khởi nghiệp rồi tôi sẽ hết lo, tôi làm giám đốc công ty tôi sẽ hết lo, không có đâu các bạn. Nó sẽ đi theo mình xuyên suốt cuộc đời này, cho nên mình hãy chấp nhận đó, mình ghi nhận đó, mình chấp nhận và mình biết rằng đây là một phần của cuộc sống, giống như là mình cứ phải ăn mỗi ngày để lớn đó, để mình sống thì các bạn sẽ ổn hơn. Và ở từng giai đoạn trong cuộc sống, những câu hỏi này nó sẽ quay lại với những cái chất liệu rất là khác và những cái nét đẹp cũng rất là khác. Và mong là các bạn đừng bao giờ ngừng hành động nha các bạn. Rồi thì tụi mình sẽ ổn. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn chị.
rất vui được trò chuyện với chị ngày hôm nay. Cảm ơn Kira nhiều lắm. Dạ. Xin chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của Người Trong Môn Nghề.